Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Gia Nhật Cần Thơ bên em. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé, và số điện thoại đặt hàng 0973952507. Cô chú anh chị có thể nhắn tin qua Zalo ha và gọi điện trực tiếp đều được. Đầu tiên đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Select of Dan. Chất liệu là da thời trang, những cái đường như thế này là da thời trang. Đặc trưng của thương hiệu Charles Jordan này là những cái đường viền như thế này ha, và ở đây là phối da màu nâu là da ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 22, chiều cao là 16 và bề dày là 8, và độ mới khoảng 80% ha. Những sản phẩm bên em là da thật, và chừng nào da tổng hợp thì shop sẽ báo ha. Một ngăn ở đây và một ngăn và một ngăn góc bên trong, vải sạch đẹp và có một khóa cá miệng thương hiệu Charles Jordan đây. Nếu mình đeo chéo rất là ok. Có nhiệm shop mã là 6544 ha, 400 6544 400, và một chiếc túi đeo chéo da đà điểu ha, da đà điểu, màu này là màu nâu sô cô la. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 23, chiều cao 22 và bề dày là 8. Để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một cái nút khít 500 bên trong, một ngang và một nút khít 500 và một khóa cá miệng. Bên trong là lót ca sạch đẹp hết ha, nó vải và một ngăn, bên trong có chứng nhận GRA, chứng nhận da thật, để mình đựng điện thoại, ví tiền và đồ dùng tư trang ha. Da đà điểu thật. Lấy dùm shop một mã 6529 ha, 409 6529 409. Đó, như thế này, da đà điểu thật ha, một chiếc túi đeo chéo. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da trăng. Ở đây sẽ có một túi nhỏ để mình đựng tư trang ha. Đó, mình có thể đựng mắt kiếm hoặc là tiền ha, hoặc là mình để vào trong. Cái này là kèm theo. Kích thước của chiếc túi da trăng kích thước bề ngang là 30, chiều cao 26 và bề dày là 13, để mình xách tay. Và sẽ có một nút khít 500 bên trong, có một khóa cá miệng đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một khóa cá miệng bên trong là sạch đẹp hết ha, khít 500 chắc chắn như thế này, để mình xách tay. Da trăng thật, lên dịch shop một mã là 6606 ha, 650, 6606, 650. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Kitamura, thương hiệu Kitamura của Nhật ha, bên khá còn vàng ươm, sáng bóng, màu này là màu kem. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 10, để mình xách tay. Thương hiệu Kitamura, khuyên khóa bằng ươm sáng bóng. Và ở đây nó sẽ có một nút khít 500 bên trong. Bên trong sẽ có một chiếc túi, một chiếc ví nhỏ ha. Ví nhỏ này để đựng tiền, vàng bạc tư trang, một ngăn, có một khóa cá miệng. Bên trong là lót da ha, dập thương hiệu Kitamura đây. Độ mới còn khá là cao. Mình có thể làm quà tặng chiếc túi này ha, 500 lại. Là nhìn shop một mã là 6644 403, 6644 403. Và một chiếc túi đeo chéo này mình có thể mình đựng được điện thoại nha, tư trang. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 20, chiều cao 18 và bề dày là 7, để mình đeo chéo ha. Đây sẽ có một khóa cá miệng bên trong,
một nha. Này là da thời trang ha, da thời trang. Và một cái nút ở đây để mình gài lại. Và ở đây sẽ có một cái để mình giống như là mình che đi cái nút này lại ha. Một ngăn và một phát cá mềm ở một ngăn nhỏ bên trong đây, một ngăn phụ ha và một ngăn chính để gài lại như thế này chắc chắn ha. Dây đeo lên giùm shop một mã là 6639 320 6639 320. Và một chiếc túi xách tay da cá sấu bóng kính, đây là miếng tết da đó, miếng tết da đây rất là đẹp ha, để mình xách tay. Form này là form trống rất là xinh xắn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 31, chiều cao 22 và bề dày là 15, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một nút ít 500 và một nút ít 500, hai nút ít 500 và một phát kéo nguyện bên trong. Bên trong là lót ha, sạch đẹp. Và sẽ có một phát kéo miệng lót sạch đẹp hết ha. Và một cái để mình kéo lại như thế này, xách tay chắc chắn. Lên dùm shop một mã 6600 1 triệu 200, 6600 1 triệu 200. Và cái đó là một chiếc túi xách tay da cá sấu ha, rất là đẹp, để mình xách tay như thế này xinh xắn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 24, chiều cao 19 và bề dày là 9, để mình xách tay. Và dạng phông cớp ha, xách tay đi tiệc phông cớp. Một ngang đây, một ngang và một ngang và một ngang và một ngăn ở đây nữa ha, sạch đẹp phong cớp, để mình gài lại chắc chắn như thế này. Da cá sấu này, da cá sấu thật ha. Lên dùm shop một mã là 6922 ha, 750 6922 750. Và một chiếc túi xách tay, này là da chim cong, để mình xách tay đi làm hoặc đi công việc rất là ok ha. Có chứng nhận GRA. Bên trong là lót dạng lót phun sơn nha, lót phun sơn, nó không có dính ha, lót phun sơn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 32, chiều cao 16 và bề dày là 11 á, để mình xách tay như thế này xinh xắn ha, có chứng nhận GRA. Và một khóa kéo mềm và một ngăn ở ngoài khóa kéo mềm, hai ngăn phụ và một ngăn bên trong có khóa kéo mềm. Bên trong nữa sẽ có một ngăn phụ nữa ha, một ngăn phụ nữa và một ngăn có khóa kéo mềm, hai ngăn phụ bên trong. Lên dùm shop một mã 6490 150 6490 150. Và một chiếc túi xách tay màu vàng, da rất là dày ha, để xách tay. Và ở đây nó sẽ có hai cái túi, một cái nút ít 500, một và ngăn bự và hai ngăn nhỏ ở ngoài. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 34, chiều cao 26 và bề dày là 16, để mình xách tay như thế này xinh xắn ha. Và một ngăn ở đây và một ngăn, hai ngăn nhỏ ít 500 và một ngăn đây là bự nhất ha. Và sẽ có một khóa cá mềm lót bên trong, lót vải sạch đẹp, dập phân hiệu ha, Fairly bên trong ha, dập phân hiệu Fairly. Và
lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, da rất là đẹp luôn. Đây có một cái túi nhỏ rất là xinh nè, đó, một cái túi nhỏ để mình đựng tư trang ha. Ở đây là miếng tết da luôn nè, da rất là dày ha, da thật hoàn toàn. Đó, để mình gài lại. Lên dùm shop một mã 6514 ha, 400 6514 400. Ba mươi bốn ngang 34, cao 27 và bề dày, bề dày là 16. Và cái đó đó là một chiếc túi cớp da cá sấu ha, cao cá sấu. Đây kích thước của chiếc cớp này, bề ngang ngang là 25, cao 18, bề dày là 10 ha. Cái này cách này như thế này đó, cấp và cá sấu. Đây cái vây ha, và sẽ da này là da cá sấu luôn ha, da cá sấu sẽ có một cái nút để mình mở ra thì dạng phong cớp ha, mình nhấn vào thì bên trong sẽ có một ngăn và một ngăn và một ngăn, bên trong là lót vải ha. Để mình gài lại trắng sách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 6921 700, 6921 700. Và một chiếc túi xách tay, chất liệu là vải dù ha, chất liệu là vải dù. Kích thước của chiếc túi, bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao 22 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một nút tích 500, một ngăn và một ngăn, và một ngăn bự nhất. Bên trong sẽ có một cái ngăn phụ nữa, có một cái khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót vải, rất đẹp hết ha, chất liệu là vải dục. Lên dùm shop một mã là 6645 320, 6645 320. Và một chiếc túi xách tay da dập vân điểu ha, dập vân điểu màu vàng phơm hến. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 30, chiều cao 22 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này xinh xắn ha, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn ở ngoài và một ngăn phụ bên trong. Thì bên trong sẽ có hai ngăn phụ đây, và một và khóa kéo miệng, một ngăn phụ nữa và một ngăn chính. Lót bên trong lót vải ha. Túi này thì mình có thể mình xách tay để mình đi làm công sở rất là ok ha. Màu vàng như này, đựng điện thoại, ví tiền, tư trang. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 16, chiều cao 20 và bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng, một ngăn, lót bên trong sạch đẹp, và một nút thích 500, một ngăn và một khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót vải và một ngăn sạch đẹp và một ngăn sạch đẹp hết ha, một phát cái miệng sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 6582 420, và một chiếc túi xách tay thương hiệu Dinagisi, rất là xinh xắn ha, Dinagisi. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 32, chiều cao là 20 và bề dày là 12. Xích tay và đeo vai Dinagisi. Và sẽ có một khóa kéo miệng, bên trong một ngăn lót vải và hai ngăn nhỏ, và một ngăn là vừa nhất bên trong lót vải. Dập thương hiệu Dinagisi bên trong lót dập mà thương hiệu Dinagisi ha, lót nguyên bản dập thương hiệu Dinagisi. Và
Ở đây thì da hài trang của hãng Ninagishi kết hợp với da mộc ha. Da mộc là những cái đường viền. Và ở đây là da thời trang. Lên dùm shop một mã là 6642 408 6642 408. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai. Này là lông thật ha. Lông thật ở đây. Kích thước của chiếc túi bề ngang. Bề ngang là 42, chiều cao là 30 và bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này. Xinh xắn ha, xách tay và đeo vai. Và sẽ có một nút phích 500 ở đây. Bên trong sẽ có một ngăn, hai ngăn. Lót bên trong lót vải và một khóa kéo miệng. Lót sạch đẹp phát. Và bên trong dập thương hiệu Zara ha, thương hiệu khá là nổi tiếng ha. Để mình tay và đeo vai lòng ha. Tên nhịp shop một mã là 6641309 6641309. Và một chiếc túi sắp tay rất là xinh xắn ha. Nối này giống như chiếc túi du lịch nhỏ ha, nhỏ gọn. Và này là da đà điểu thật. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 41, chiều cao 25 và bề dày là 19. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong một ngăn và một ngăn. Lót bên trong lót vải sạch đẹp. Và một cái này để đựng thẻ ha, đựng thẻ cạc. Và một chiếc ví này để đựng tư trang. Ví này ví ngắn ha. Bên trong sạch đẹp hết. Bên trong là lót da ha, lót da. Lên dùm shop một mã 6528 950. Du lịch da đa điệu. Để mình sắp tay như này. Rất là xinh xắn luôn. Và kế đến đó là một chiếc túi, một chiếc cặp ha. Chiếc cặp để mình xách tay đi làm. Thương hiệu Samsonite, da vân xước. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao 28 và bề dày, bề dày là 5. Xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một ngăn và một ngăn và một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong, bên trong sẽ có ở đây đựng bút, đựng viết, đựng cà phê, xích tay thì thân và một khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Xách tay rất là xinh, cực kỳ xinh xắn. Lên dùm shop một mã 6383 600 6383 600. Hôm nay shop giảm còn 400 thôi ha. 6383 400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay đi tiệc phơm hộp da bóng ha, rất là xinh xắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 21, chiều cao 18 và bề dày, bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một nút phích 500 ở đây. Bên trong sẽ có một ngăn và một ngăn, một ngăn và một khóa kéo miệng sạch đẹp. Phích 500 chắc chắn như thế này. Lên dịp shop một mã là 6618 408 6618 408. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu thật ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang 35, chiều cao 20 và bề dày là 12. Xách tay như thế này rất là xinh xắn. Và đeo vai sẽ có một nút phích 500 và một khóa kéo miệng. Bên trong sẽ có một khóa kéo miệng. Lót bên trong lót vải ha, vải nhung. Và một nút để mình gài lại chắc chắn. Và một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp ha, lót vải da đà điểu thật. Trên khóa còn sáng bóng. Lên dùm shop mã là 6646 600 6646 600.
và một chiếc túi xách tay da đà điểu. Kích thước của chiếc túi bề ngang 27, chiều cao 28 và bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này xinh xắn ha. Có thương hiệu GRA đây, và một nút để mình hít 500, hai ngăn nhỏ đây, và bên trong sẽ dập thương hiệu Hadouken và một khóa cán quẹt. Bên trong sẽ có thẻ cạc đầy đủ ha, chứng nhận GRA đây. Về cái thương hiệu của chiếc túi, lên nhịp shop một mã là 4941 ha, 550, 4941 550. Và một chiếc túi xách tay có thương hiệu ha, màu đỏ, chất liệu là vải nhung. Kích thước bề ngang 40, chiều cao 30 và bề dày là 13. Ở đây quay trúc ra, xách tay quay trúc như thế này, và sẽ có một nút hít 500, bên trong hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng. Lót bên trong sạch đẹp, dập thương hiệu Jalin, dập nổi thương hiệu đây để mình hít 500 chắc chắn. Xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là Dalin 350 ha, Dalin 350. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu, da thật ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao 22 và bề dày là 10, màu xanh ha. Da đà điểu thật, một ngăn ở đây và một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và một ngăn. Thương hiệu của Ý ha, Zenith, chứng nhận da là điểu thật. Và ở đây mình sẽ có một cái ngăn để mình đựng chai nước ha. Ở đây mình sẽ mở ra đó, mình sẽ đựng chai nước ha. Khi mình lấy ra thì sẽ không cần mở cái ngăn kia. Xách tay như thế này, đây thì xếp mã là 6926600, 6926600. Và một chiếc túi đeo chéo da thật ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao 26 và bề dày là 7. Để mình đeo chéo và sẽ có một khóa cán quẹt, một ngăn và một ngăn phía sau và một ngăn đây. Lót bên trong, lót vải, hai ngăn nhỏ và một khóa cán quẹt ở đây. Ở đây là phối da lương ha. Đó, phối da lương. Lương biển. Lên dùm shop một mã là 6509 309, 6509 309. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Ninagisi ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang 27, chiều cao 25 và bề dày là 10. Để mình xách tay Ninagisi ha, đeo vai, hai ngăn ở đây và một khóa cán miệng. Bên trong lớp vải dập thương hiệu Ninagisi. Lên nhập shop một mã là 6601 450, 6601 450. Và cái đến sắp lên một vài túi nam ha. Sắp sẽ kết thúc video. Một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Red Garanly, dây đeo dập thương hiệu Red Garanly ha. Kích thước bề ngang 22, chiều cao 24 và bề dày là 7. Ở đây
dây đeo chất liệu là vải dù và thương hiệu Ridgely ở đây, và sẽ có một nhân phụ, một nhân phía trước và một nhân ở phía sau, và một nhân phụ nhất ở đây. Thì bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ và một và khóa cá miệng và phân hiệu Ridgely đây. Lên nhịp shop một mã là 6938 ha, 6938 408. Để mình đeo chéo rất là ok. Và một chiếc túi. Đeo chéo. Này một nam nữ mình vẫn có thể mình xài được nhé, tại vì nó rất là reset, nam nữ xài được hết. Đeo chéo rồi rất là ok ha, bản dây đều là phù hợp nam nữ. Kế đến đó là một chiếc túi, kích thước bề ngang là 22, chiều cao 24 và bề dày là 10. Ở đây sẽ có một nút hút 500, đây là da thật, hai nút hút 500, một phát kháng miệng ở đây, và dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn, và một phát kháng miệng. Bên trong sẽ có một phát kháng miệng này và hai ngăn nhỏ đây. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp lắm. Lên dùng shop mã là 6937 408, 6937 408. Và một chiếc túi có thương hiệu ha, hai chiếc túi này rất là chắc để em khỏi động luôn. Bề ngang là 25, chiều cao là 30 và bề dày là 7 ha. Ở đây dập thương hiệu, dập một cái thương hiệu Robusta, và sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây đó. Thì bên trong một ngăn lót, bên trong lót vải, và một ngăn này là bự nhất ha, lót vải dập thương hiệu. Ở đây đừng bút đừng viết, đây là miếng tết da luôn nè, da rất là dày, một ngăn và dập thương hiệu ở đây, lót bên trong lót vải dập thương hiệu một ngăn, và phía sau sẽ có một ngăn nữa ha. Da toàn bộ, dây đeo là da luôn. Lên nhịp shop một mã là 6932 408. Và dây này mình có thể mình tăng đưa được dài ra được một xíu nữa ha. Ở đây 6932 408. Và một chiếc túi. Xách tay. Túi này thương hiệu rất là xịn. Xách tay và mình có thể mình đeo chéo. Do hàng mới về em chưa có kịp độn ha. Da phối với vải bố chắc chắn, kích thước bề ngang 23, chiều cao 30 và bề dày là 6. Đây ha. Thì ở đây sẽ có một ngăn bên trong lót vải, và để mình xách tay và để chéo, dây đeo chất liệu là vải bố chắc chắn. Ở đây sẽ có một nút hút 500, mà hết 500 đây nó sẽ có một cái khớp,
Và ở đây có một cái khóa ha, để mình dài vô như thế này, và mình muốn khóa thì mình sẽ đẩy lên đó. Ô, mình muốn mở lên mình đẩy lên thì bên trong sẽ có một hai ngăn và một ngăn có khóa kéo miệng và một ngăn ở đây nữa ha. Dập thương hiệu bên trong, thương hiệu Jovan Diary đây, thương hiệu bên trong ha, và sẽ có một khóa kéo miệng bên trong. Chiếc túi này rất là chắc ha. Ở đây là cái nút hít 500 cũng rất là chắc luôn, hít 500 đây này, nhìn nè, rất là chắc ha. Có một cái khớp nó sẽ gài lại xách tay và đeo chéo, độ mới khoảng 80%. Đây là chất liệu là vải bố nè, vải bố kết hợp với da, kết hợp với da. Lên dùm shop một mã là 6946800, 6946800. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, có thương hiệu á sụp nổi đây, Butter Run House. Kích thước của chiếc túi bề ngang 28, chiều cao 30 và bề dày là 8, xách tay và đeo chéo, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong một ngăn lót vải và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp và một ngăn bự nhất ở đây. Ngăn bự thì bên trong sẽ có thương hiệu sạch nổi, miếng tích da, một khóa kéo miệng, lót vải sạch đẹp, này là da bò ha. Ở đây từng bút được viết, hai ngăn phụ và một ngăn, ngăn đây mình có thể đựng iPad được ha, và một ngăn chính. Lên dùm shop một mã 7032 550. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.